Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như anh em đang nhìn thấy trên bàn thì mình đang có một con mini PC ở đây. Và anh em cũng biết rồi, thời điểm hiện tại thì người ta rất đang là trend để chơi những cái con máy PC mà kiểu nó nhỏ gọn ấy. Thì cụ thể trong dòng gaming thì chúng ta sẽ có những bộ máy ITX. Và mình cũng đã làm rất nhiều video về những con máy này rồi. Và bên nhánh văn phòng thì cũng không ngoại lệ, khi mà người ta đang cần những cái sự gọn gàng, kiểu nó được tối đa hơn và nhìn ra được cái nhu cầu đấy, các cái hãng lớn như là MSI này, Intel này và bây giờ là Gigabyte, họ đã sản xuất ra những chiếc mini PC để đáp ứng cái nhu cầu gọn gàng. Và để cho anh em chưa biết thì đây là con Gigabyte Brick i3. Và chắc là anh em cũng biết đến cái tên là Intel Nook. Đây là một cái con PC mini đến từ Intel. Và như ở đây mình đang cầm trên tay là một con PC mini đến từ Gigabyte. Và câu hỏi là với những cái kích thước nhỏ gọn này thì bên trong nó có những cái gì, nó có đủ để chúng mình dùng hay không, và nó có thể làm được những công việc gì, thì ở video này mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì mục đích của những dòng mini PC như là Brick F là hướng tới những cái đối tượng, những người sử dụng trong văn phòng, giảng dạy hay là những người không có nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp, mà đơn giản là chỉ cần một con PC để check mail, soạn văn bản hay là những công việc nhẹ nhàng. Còn nếu mà anh em nghĩ là những con máy nhỏ gọn này nó dành cho việc chơi game hay là làm đồ họa hay là render hay là làm những công việc nặng nhọc thì không, đây chỉ là con máy để phù hợp những cái công việc mà kiểu nó nhẹ nhàng và không cần quá nhiều cái sức mạnh của đồ họa, à đâu, sức mạnh phần cứng. Còn với những anh em có nhu cầu như vậy thì anh em có thể bấm vào đây để có thể tham khảo những cái con máy dành cho cái nhu cầu của anh em. Ưu điểm đầu tiên và lớn nhất của Brick F đó là cái sự tiện dụng. Với một con mini PC nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thì anh em có thể mang đến bất cứ nơi nào, đặt ở bất cứ đâu. Nếu như mà màn hình của anh em có phần gắn giá đỡ VESA như mà con màn hình mình đang có ở đây để có thể gắn Brick F vào phía mặt sau, thì tất cả những gì có trên bàn làm việc của anh em chỉ đơn giản là một chiếc màn hình, bàn phím, chuột và cùng lắm là thêm cái loa. Bên ngoài thiết kế của Brick F thì nó không có quá gì nhiều để mình có thể nói. Đầu tiên thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái logo Gigabyte ở chính giữa, ngay tại cái phần trên này. Mặt hông thì là các cái lỗ thoát khí để tản nhiệt. Và ở phía trước này thì sẽ là các cổng kết nối, bao gồm là chúng ta sẽ có một nút nguồn, một cổng USB Type-C Gen 2, 3 cổng USB 3.2 Gen 2, một cổng headphone và mic. Mặt sau sẽ là hai cổng USB 3.2 Gen 2, một cổng LAN, hai cổng HDMI và cổng cắm nguồn. Dưới đáy thì sẽ là một số thông tin của bộ PC và sẽ là cái nơi để anh em có thể tháo cái nắp này ra và nâng cấp thêm SSD hoặc là RAM cho bộ máy. Và mình cũng đã gắn thêm cho con máy này một SSD NVMe 512GB và một con RAM 8GB. Hình như là mình vẫn chưa show cấu hình cho anh em. Thì với Brick F mình đang có ở đây thì anh em sẽ chỉ có một con chip i3 10110U, như tên gọi của nó thì là Brick F BR i3. Và các khe cắm bên trong có thể nâng cấp, nghĩa là khi anh em mua Brick F, anh em sẽ phải lựa chọn thêm cho mình một con RAM và một con SSD để có thể sử dụng. Về cái vấn đề có thể nâng cấp ở trong con máy này thì có thể nói đây vừa là ưu vừa là nhược điểm, hay là con dao hai lưỡi ấy. Thì về cơ bản anh em sẽ có một cái khả năng kiểu tùy biến cao khi mà có thể tự do nâng cấp RAM hay là SSD theo nhu cầu. Tuy nhiên thì nhược điểm thì đương nhiên là anh em sẽ cần phải đính kèm thêm đó là chi phí để có thể mua RAM và mua thêm SSD để lắp vào. Và cái vấn đề này thì mình cũng không biết nên nói nó hoàn toàn 100% là ưu điểm hay nhược điểm, vì nó còn tùy theo cái quyết định sử dụng cũng như là nhu cầu thực sự của bạn với con máy này và do kinh phí nữa. Thế cho nên là cái phần ưu hay nhược điểm thì để anh em đánh giá ở dưới bình luận nhé. Với Brick F thì sẽ còn phù hợp cho những chủ doanh nghiệp đang cần những cái bộ máy văn phòng. Chúng ta chỉ cần lắp đặt Brick F vào phía sau màn hình như này và nó rất dễ dàng và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Trong không gian làm việc văn phòng thì tiện dụng và gọn gàng nó là vô cùng cần thiết, hay kể cả là anh em phải đi công tác xa. Thay vì phải mang laptop cồng kềnh gồm laptop, sạc, để chuột linh tinh các thứ, thì bây giờ với Brick F anh em có thể tiết kiệm được cái không gian ở trong vali hơn. Anh em chỉ cần mang thêm một cái dây nguồn này, một dây HDMI để cắm vào mặt sau của TV của khách sạn hay là bất cứ cái màn hình nào anh em nhìn thấy để có thể sử dụng. Ngoài ra khi mà sử dụng các cái cổng cắm kết nối thì mình hay sử dụng nhất lại là cổng Type-C. Cổng USB sẽ có nhiệm vụ cắm các thiết bị để kết nối thì nó sẽ là chuột và bàn phím không dây. Còn xuất và lấy dữ liệu thì mình dùng chủ yếu bằng cổng Type-C. Thứ nhất là cổng Type-C sẽ dễ dàng khi sử dụng. Thứ hai là với thiết bị di động mà mình đang dùng, dây sạc, vừa là dây kết nối với bộ PC. Mình thường chụp ảnh ở điện thoại và copy vào trong bộ PC hay là một số file quay thô nhẹ nhàng để edit, quá trình diễn ra nó rất nhanh và dễ dàng. Và tiếp đến đây sẽ là một cái lưu ý nhỏ nhỏ cho con PC nhỏ này luôn. Thì đây là con PC hướng tới những cái người dùng văn phòng yêu cầu cái độ tùy biến di động cũng như là gọn gàng cao. Thế cho nên là chỉ phù hợp với những cái tác vụ như là lướt web này, làm những cái trình soạn thảo văn bản này, gửi file, check mail hay là những, nói chung là những cái tác vụ nhẹ. Còn như mình thì mình sẽ yêu cầu nó khắt khe hơn một chút, là mình sẽ cần kiểu edit nhẹ nhẹ cũng như là chỉnh màu một chút những cái ảnh khi mà mình đi du lịch. Thì
con máy này vẫn có thể chiến tốt. Và ngay sau đây thì mình sẽ test qua vài bài test cơ bản để cho anh em xem được là con BreezeF này nó sẽ làm được những cái gì cho anh em. Với những cái máy PC nhỏ như thế này thì đương nhiên là cái mục đích sử dụng cũng như cái mục đích chính của chúng ta thì chắc chắn chỉ dừng lại ở cái mức giải trí và làm việc văn phòng nhẹ nhàng mà thôi. Thế cho nên là mình sẽ thử nghiệm ở trên PC Mark 10 với điểm số đạt được trung bình là 3705 với điểm cao nhất ở Essential và thấp nhất ở Digital Content Creation. Với mức điểm như thế này, mình có để một hàng dưới là điểm tối thiểu yêu cầu để hoạt động mượt mà thì cái chiếc BreezeCore i3 này sẽ đáp ứng tốt cái nhu cầu duyệt web, xem phim 4K, hội họp online, soạn thảo văn bản hay là bảng biểu bằng cái bộ công cụ Office. Tuy nhiên là do cái nút thắt ở khả năng đồ họa nên cái việc chỉnh sửa video và hình ảnh nó sẽ không được đạt và mình cũng không khuyến khích các bạn sử dụng chiếc Breeze này cho cái mục đích như thế. Hiện tại Hà Nội Computer đang bán BreezeF BR i3 với giá là 7.099.000 đồng anh em nhé. Thì ngoài con BreezeF i3 mình đang có ở đây thì trên trang web của Hà Nội Computer cũng còn rất nhiều những mã BreezeF khác với những cái cấu hình khác nhau và thoải mái cho anh em lựa chọn. Và anh em thấy sao về con PC này? Nó có nhỏ nhẹ và gọn gàng hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Và với cái giá như vậy thì anh em thấy nó có hợp lý không? Và cũng bình luận luôn cho mình biết nhé. Và bây giờ thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và đừng quên bấm subscribe về cái chuông bên dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo. Bye bye.